1001 câu chuyện. Ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ có một căn nhà nhỏ. Và trong căn nhà nhỏ đó có một cô gái rất là xinh đẹp sinh sống ở đó. Và công việc hàng ngày yêu thích của cô ấy là trồng hoa. Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi ngày nào cũng được ngắm những bông hoa mà tự tay mình trồng ra. Ôi, trông nó thật là dễ thương và xinh đẹp. Màu sắc của nó làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn. Thôi, bây giờ mình sẽ đi tìm thêm một chút phân để mà tưới cho những cây hoa này thêm xinh tươi mới được. Mình còn phải đi tưới nước nữa. Và xung quanh khu rừng đó lại có một bà tiên rất xinh đẹp và gương mặt phúc hậu. Ngày nào cũng lén lút để đến ngắm hoa của nàng ấy. Hoa, trời ơi, ngày nào ta cũng đến đây ngắm hoa. Tự nhiên ta cảm thấy cuộc sống này thật là mới mẻ, thật là đẹp đẽ làm sao. Cảm ơn cô gái ấy để cho khu rừng này lại có một cái vườn hoa xinh tươi đẹp đẽ bấy lâu nay ta chưa từng biết đến. Ôi, những cái mùi hoa thơm ngát làm ta dễ chịu biết giường nào. Ta mong là vườn hoa này sẽ mãi mãi tồn tại ở đây. Trong khi bên cạnh nhà của nàng cô gái tóc xanh xinh đẹp hiền lành thì lại có một cô gái luôn luôn ganh tị với sắc đẹp và cả những công việc mà cô tóc xanh đang làm. Nó có cái gì hay ho đâu chứ, chỉ là một vườn hoa thôi mà. Đồ đáng ghét, đồ xấu xí. Cô làm sao mà sánh bằng ta cơ chứ. Ta đây có cả một rừng cây kỳ lạ, một lâu đài nguy nga. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé thế kia, một vườn hoa tầm thường. Mà đội so sánh với ta ư? Rồi tất cả cũng sẽ thuộc về ta mà thôi. Cũng như mọi ngày, cô nàng tóc xanh đi chăm sóc từng cây hoa của mình. Hôm nay mấy em lại thật là tươi, mấy em thật đẹp. Thôi, ta phải vào nhà để còn nấu cơm. Trưa rồi, các em ở đây nha. Chiều mát chị sẽ ra chơi với các em. Ôi, hôm nay những bông hoa này ta lại thấy nó càng ngày càng đẹp thế kia. Ta phải trộm hái một bông mới được. Chắc là không sao đâu, nó đẹp quá là mình kìm lòng không nổi. Mình sẽ hái một bông về để ở chỗ mình ở, chắc hẳn sẽ rất đẹp và thơm. Và thế là bà tiên đã bẻ trộm một nhánh hoa để đem về nhà. Cả buổi trưa nắng quá, ta không có ra thăm tụi bay được á. Không biết là có nhớ ta không ta. Ủa, mình cảm thấy hình như bị thiếu mất một bông thì phải. Sao kỳ vậy, mỗi bông hoa ở đây mình đều đếm hằng ngày nó đều đầy đủ, nhưng hôm nay hình như bị mất một bông. Là sao vậy ta? Bây giờ phải làm sao? Nếu như hôm nay mất thì chắc chắn ngày mai cũng sẽ lại mất một bông. Khi nghe tiếng khóc của tóc xanh thì bà tiên cảm thấy có lỗi và liền xuất hiện. Thôi được rồi cô gái kia, cô đừng khóc nữa. Bà là ai? Tại sao bà lại xuất hiện ở đây? À, thì thật ra ta đã ở đây từ rất lâu. Và hàng ngày ta đều ở đây lén lút để ngắm bông hoa của cô. Cô đúng là một người xinh đẹp, lại còn khéo tay chăm những bông hoa thật tươi tốt. Mà ta xin lỗi cô đừng trách ta. Vì bông hoa ấy thật đẹp, ta không thể kiềm chế lòng mình, nên ta đã hái trộm một bông về để trưng ở trong nhà. Mong cô bỏ qua. À, thì ra là vậy. Tôi buồn tôi khóc vì tôi không biết là lý do tại sao bông hoa lại biến mất. Đó là công sức của tôi, tôi rất yêu quý nó. Nếu bà thích, bà xin tôi có thể cho bà, nhưng bà đừng tự ý như vậy. Thôi được rồi, ta xin lỗi cô. Để đền bù, ta sẽ tặng cho cô một chiếc đàm thật xinh đẹp. Đợi ta một xíu nha, coi như ta đền bù bông hoa kia. Nó vì nó cũng khá là xinh đẹp. Ta không cần đâu, ta không cần phải đền bù. Ta chỉ cần từ nay bà thích bông nào thì bà cứ nói với ta, ta sẽ tặng cho người. Không được, lần này ta hái trộm, lần sau ta sẽ xin. Vì lần này là hái trộm cho nên ta sẽ bù cho cô một chiếc đàm thật xinh đẹp vì cô xứng đáng có được nó. Đây, ta sẽ tặng cô chiếc đàm này. Cô xứng đáng có được nó. Và kèm theo chú chim này, nó sẽ là bạn bầu bạn với cô và vườn hoa này nhé. Ôi, bộ đồ này thật là xinh đẹp. Tôi thật sự rất thích nó. Tôi cảm ơn bà nha. Nó thật là đẹp.
Không có gì đâu, chỉ cần cô làm cho vườn hoa này mãi xanh, mãi tốt, mãi tươi ở đây là được rồi. Hằng ngày ta sẽ qua đây để thăm nom nó, còn bây giờ ta phải về. Con nhỏ kia, tại sao tự nhiên nó lại trở nên xinh đẹp như vậy? Chính bộ đồ đó đã làm nó xinh đẹp hơn ta. Ta căm hận nó, ta ghét nó. Ta sẽ đợi ngươi đi vắng và ta hủy hoại mọi thứ, kể cả căn nhà. Cô hãy đợi nó đi. Khi lợi dụng nàng tóc xanh vắng nhà và cô đã phá hủy mọi thứ, làm cho căn nhà của tóc xanh biến mất và vườn hoa kia chỉ còn vài cây trơ trọi, không bông, không hoa. Để coi, từ nay cô còn nhận được những gì nữa. Thứ quý giá nhất của cô cũng đã biến mất rồi. Kể từ nay, ta là người xinh đẹp nhất vùng này. Và thế là bà Tiên đã phát hiện được ra sự độc ác của ả ta. Đúng là con người độc ác. Người tưởng là qua mắt được ta sao? Người là ma quỷ, còn ta là thần tiên. Ma quỷ thì đường nào mà thắng được ta? Người hãy đợi đấy. Khi tóc xanh trở về nhà thì thấy nhà mình đã biến mất, cả vườn hoa thì trơ trọi không còn gì. Cô liền òa khóc. Chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Mình chỉ mới đi có vài chục phút thôi. Nhà đâu? Những bông hoa tươi đẹp của ta đâu? Tại sao lại trở thành như vậy? Thôi được rồi cô gái xinh đẹp, còn đừng khóc nữa. Ta biết ai là thủ phạm gây ra mọi việc. Và con yên tâm, ta sẽ biến mọi thứ trở lại bình thường. Và hồ biến một cái thì bà Tiên đã làm cho căn nhà và vườn hoa trở lại như cũ. Đó, đã được chưa? Không được khóc nữa nhé. À, đã trở lại bình thường rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng thật sự bà là ai vậy? Tại sao bà lại có khả năng đặc biệt này? Con không cần biết ta là ai, nhưng mà kể từ bây giờ, khu vườn này, cái nhà này của con đã được ta bảo vệ, và không có ai có thể hãm hại con và phá hoại vườn hoa này nữa, vì bây giờ nó đã là thuộc về ta và con rồi. Dạ, con cảm ơn bà rất nhiều. Bên cạnh đó, mụ độc ác kia trên mặt thì đầy vẻ những vết chấm đen đen và trở nên xấu xí vô cùng, đi đến đâu cũng bị ai xa lánh. Tại sao? Mặt ta tại sao như thế này? À, ta còn mặt mũi nào mà đi ra đường nữa? Tại sao ta lại trở nên xấu xí như vậy? Ta không chịu. Còn nàng tóc xanh thì sống vui vẻ hạnh phúc cùng với bà Tiên và vườn hoa yêu quý của cô. Và câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện khác nha. Bye bye. Một ngàn lẻ một câu chuyện.